sử dụng lá trà. Lá trà này là lá trà ô long, dùng cho cái hồ mình mới xét thì dùng lá trà này để mình cho tép nó ăn sát khuẩn. Thì cái lá trà khô này thì mình vứt thẳng vô hồ luôn. Các bạn cứ để tự nhiên cho nó nở ra, nó sẽ chìm. Lá trà này dùng cho những cái hồ mà hồ mới đó rất là tốt. Đối với số lượng tép nhiều thì mình có thể quăng hai lá này. Cái trong cái lá trà này nó sẽ có tannin và nó có một cái chất là giúp sát khuẩn cái đường ruột của con tép. Thì hồ mới tép nó sẽ không có hấu ăn, thì mình sẽ bỏ cái lá trà này vào, rồi nó nở ra. Khi nào mà cái lá trà nó nở ra thì tép nó sẽ ăn hết cái lá trà này, thì mình bắt đầu bỏ cái thức ăn công nghiệp vào, thì lúc đó là tép nó sẽ rất là hấu ăn vì cái ruột nó khỏe nè các bạn ha. Này, đây là một cái hồ mới nè, mới xét nè, mình thả số lượng không có nhiều, tầm đâu đó khoảng chừng 20 con hơn. Cái hồ này là cái hồ chuẩn bị thả này, đây là một cái hồ cũ. Cái lá trà này á mình không có bỏ nhiều các bạn, chủ yếu là để cho bằng cái thời điểm ban đầu á, để cho nó sạch cái ruột của nó. Một cái vấn đề nữa là trong cái trường hợp mà cái hồ của mình mà tép nó hơi biến ăn á, thì mình cũng có thể dùng cái lá trà này mình vứt vào, và sau đó thì cứ mặc kệ nó thôi. Khi nào nó rã ra, nó mềm ra thì tự động tép nó sẽ gặm hết rồi. Rồi sau đó mình sẽ cho thức ăn công nghiệp bình thường lại thì nó sẽ rất hấu ăn. Cách sử dụng lá trà này thì mình đã nghĩ ra và dùng cách đây khoảng 3 năm phải. Đó. Cái hồ mà mình vậy các bạn xem chơi. Clip ngắn quá, không có. Đó, nó trà mới bỏ vô thì nó cứ nổi lên bệnh nè. Đó, trên gốc nè. Lá này to lắm rồi, nhìn như vậy thôi nở ra nó phải cả cành nè. Cứ mặc kệ thôi, là tép thời điểm đầu thì nó sẽ không có trong, do là trong hồ nó còn thức ăn lúc mà mình cycle đó. Cái thứ hai nữa là cái thời điểm đầu thì cái chất lượng nước nó chưa tốt, nên là cái ruột nó thực sự là cái ruột nó không khỏe, mặc dù là thấy nó gấp gấp gì nhưng cái ruột nó không khỏe. Thì cái này là để cái lá trà này nó sẽ có cái tác dụng là để tránh cái hội chứng Newton syndrome, có nghĩa là hội chứng hồ mới đó, thì nó sẽ hạn chế được cái việc mà gọi là chết sản là một nè, thứ hai nữa là biến ăn. Còn cái hồ mình cycle mà chuẩn rồi thì thực ra thì các bạn thấy nó vẫn đang gặm, nó vẫn hoạt động rộng không, càng nó vẫn đảo đó. Nhưng mà cái tốc độ đảo càng này, tốc độ này nó khá là chậm, cho nên là nó chưa có, mình nhìn vô cái tốc độ đảo càng này mình sẽ biết được là cái hồ mình nó đã khỏe chưa, đúng không? Đó, mà nó vẫn còn cái hiện tượng nó nấp nấp à, đó, nấp sau cái bụi quy lô, thấy không? Đó. Ở trên này thì dân số nó đông hơn, cho nên là nó cũng khá là năng động rồi, nhưng mà mình
Các bạn thấy là nó cái tốc độ đảo càng của nó vẫn còn chậm lắm. Nó có nghĩa là cái chất lượng nước nó chưa thật tốt. Mình sẽ dùng cái lá trà này để mà mình xử lý cho nó ha. Rồi, cảm ơn các bạn. Đây là một cái kinh nghiệm nhỏ nha.